Tận tâm. Rồi, hỏi chân vô. Đọt vô. Này là bữa nay là tôi khoan cho bên đây là tay mặc mang giày vô nha, chứ đây là không ai cho mang giày đâu nha. Biết rồi. Đi nè, xả tay vô. Cảm ơn chị thông cảm hết mức luôn á. Đẹp rồi. Chị nghe kêu tôi cứ nó được tặng này. Đồ đầm đâu? Đồ đẹp quá rồi. Nó đâu xịn nữa không? Cái đồ đầm đâu? Đi cấp. Chứ không chừng ngày mua cho nó kéo đầm đây, khi đa có hai. Bây giờ mày né cái mặt tao ra, mày sơ tao xuống tay cho nó mày. Rồi bắt đầu làm móng tay cho Khoa lên đời. Ê mày làm cái nón lên gì nhỉ? Thành phố lên đèn, Khoa lên đời. Màu này mày kêu là màu gì chị? Màu cánh sen. Màu cánh sen. Anh đi mua về mua tốt dễ đi anh. Tiền đâu có anh mua. Chứ tôi nghĩ nói này đâu. Thì cho em anh thì là anh nào hỏi nó. Thế nên anh gọi điện cho bà đi. Rồi rồi điện nha. Điện liền đi. Hôm nay thấy sạch sẽ rồi đó, bắt đầu cũng có mấy anh chị thương kiểu như là trang điểm cho Khoa đó. Không đẹp gì bằng bộ đồ này đây. Không, cũng không, có, không đồ. Có đồ trong túi rồi. Cái gì vậy trời? Tại sao bỏ cái vô bữa nay dành má luôn luôn mà. Mày bỏ đồ dài nữa, mua đồ dép vô ông nội, đừng mang đồ dài thấy ghê. Tài con gái mà giống như tay con trai vậy. Trời ơi, cái tay này mà nắm vô nó sừng xì, ok, ai mà có cảm giác chết liền đó trời. Tay con gái vậy mà sao bự quá vậy? Em bị phô không? Bây giờ cái bàn tay này phải nắm cái gì cho nó mịn màng lại, ok, còn hay ngâm muối, ngâm đồ á. Ngâm mắt xếp vô nó mới đẹp. Ngâm mắt xếp. Ăn cho bánh xếp ơi. Không lấy ghế ngồi đi mà. Đang có khách bên kia thì bỏ khách bên kia cũng. Sao vậy hai con chị đi làm mà. Khách còn. Khách, Khoa đi khách. Khoa đi khách hả bà? Không phải. Ba làm móng Khoa đi khách hả bà? Không phải. Chứ sao? Mấy cô mua vé số của em, mấy cô đang ngồi bên kia. À, tụi nó Khoa làm khách đi móng ơi. Làm gái chứ gì hả Khoa? Cũng làm gái nha Cơn. Mấy cô đang nói chuyện với em mà phải bỏ ở đây. Có gì mấy chị đây nuôi Cưng nhom, đừng làm gái bậy bạ, Cưng công an bắt chết luôn á. Ủa làm gái của ta đâu? Công an bắt á. Làm gái là phi pháp. Ở Việt Nam người ta không có chịu làm gái. Ai nói không được á? Không được. Ai nói? Ôi làm đẹp đi ta. Thì có sao đâu? Trời đất ơi, nó đâu có sao giờ hơn. Dạ. Tối đi làm có sao không? Cái nó làm chui, nó kiếm thêm thôi, kệ nó coi, cho nó kiếm thêm đi. Tối đi làm ngu lan nữa. À, tối Khoa đi làm công viên Văn Lan á. Không phải, chúa Hồng Bàng. Hồng Bàng. Thôi toàn là con trai không à. Toàn con trai chứ con gái đâu. Thôi 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 được rồi. Mặt mày bắt đầu đánh phấn đánh kem lên sáng sủa. Gắn lông mi giả đồ ghê quá. Mặt lạnh nữa, không có rửa mặt kia. Nhưng mà có đầm đâu mà. Nè tao nói mày nghe này, thằng Hưng nó kêu mày á. Phải đánh răng con đường này nước mặn cho sạch sẽ, đạo lưỡi nó mày nữa. Dạ. Không? Dạ đúng rồi con kêu á mà nó chưa làm cho theo ý con rồi á. Trời nhưng mà ơi tức quá trời không có găng cho ta đánh găng tức. Mấy người là thiệt á. Họ kêu tao mua kem nữa. Mua nước muối mày nhận. Không không không. Con mới nhổ răng bá sự cho. Anh bây giờ nè anh mua cho một cái đầm đi. Bây giờ nè Khoa chạy qua bên chỗ Sida đó vô ông chổng kiếm cái đầm nào hơn chừng trả tiền cho. Dạ qua suy đa nghe chú. Dạ ok. Giờ đi không? Chú có đi. Đâm thiếu gì? Đúng nào? Đồ suy đa nó mặc nó hay dục lắm. Rồi thôi mặc mua đồ suy đa cho ra rẻ rồi vậy mặc. Chục cái còn không gì á. Mà chắc cho bà chết mua đó. Đem bỏ đi nào mua. Vậy? Em bỏ đi nào? Cỡ khoảng 50, 70 cái đầm suy đa mà mặc đẹp lắm. Thì để em bỏ đi nào mua. Ờ em bỏ tiền ra mua đi. Nhưng mà em có đồ ba nữa mà. Thì bà ba em hoài. Mặc đầm hay bà ba gì tùy em. Tài mặc đồ bà ba. Nửa giờ em đúng không? Ờ. Tự nhiên mặc đầm mà xuống tay làm mặc đầm. Bà ơi tôi mặc bà ba rồi. Tối nay tao không đi đúng sinh nhật luôn. Có Pha không có chị. Hỏi đi ngủ rồi. Ghê á. Tối nay Pha đi mặc. Dạ chị thích nó mặc cái đồ gì? Đầm. Không. Ê đầm mày đâu rồi mấy cái đầm mày đâu rồi. Mất hết rồi. Ông nó dột con à. Không phải. Cái kì con ngủ ở bên bờ kè á. Lấy mất hết rồi. Kiếm cái chỗ nào cắt lông mũi đi, thấy sợ lông mũi nó dài ra. Tính nói luôn á. Đi vô quán chỗ. Đó cái lông mũi nó dài. Lấy kéo cắt cho. Lấy cái bự nãy cắt. Cái tông này là tông gì? Tông sẹt tông hả chị? Ừ. Chẳng gì mà. Mặc quấy nó cũng đẹp nữa, mặc cái đồng nữa đẹp. Nó mặc đồ nam đẹp hay là đồ nữ đẹp?
Đồ nữ đầm mới đẹp. Đầm mới đẹp. Ai cũng thích bỏ mặt đầm. Thôi qua tới rồi đỡ không kịp đâu. Tới rồi đỡ không kịp đâu. Tại sao? Thôi tới rồi. Mặc đầm đi đẹp. Thôi mặc đầm mặc đâu. Mặc bikini đi. Trời ơi, ta đi ăn sinh nhật phải mặc đầm nó mới đẹp. Thôi kỳ lắm rồi. Ôi. Mặc đồ ba được rồi. Thôi. Mặc đồ ba được rồi. Rồi đi đi. Rồi xong rồi hả? Ôi chứ không, em thích chúng chị á. Mặc đi đây cho ngủ một chút đi, cho khô đi rồi chị làm cho. Không phải, em thích chúng chị. Rồi rồi biết rồi, đứng về đi, đứng về đi. Rồi đi quay đây. Cảm ơn đã tài trợ chương trình này. Đi mua áo không? Gì? Đi. Đi mua đầm đi, chở đi. Mua đồ xe đa nha. Chịu rồi đi, không chịu rồi thôi. Đưa lên khoe cho mọi người này. Đưa lên, đưa khoe lên. Ê, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Làm hả? Báo ghê. Ôi, làm đúng tông thành. Đây cái điện thoại nè. Điện thoại đúng không? Bỏ túi nha. Bỏ túi nha. Ôi, nước mau nó bẩn nổi. Cẩn thận rớt á. Tồi nha. Tồi quá vậy, tồi luôn. Có nè. Chứ để là chủ nhiệm rồi chị. Qua đây nè, qua đây nè. Ừ. Lên một kìa, lên một kìa. Này cái dính đâu, qua đây nè. Đưa lên. Ờ. 10 điểm. 10 điểm. Qua cái 10 điểm đi qua. Thôi. 10 điểm. Khoa thì muốn kiếm cái đầm thì hiện tại giờ Khoa đang có mặt ở cửa hàng bán đồ si. Khoa vô kiếm đầm đi Khoa, phải không? Vô đi Khoa. Vô hỏi chị kiếm cái đầm sao? Em không hỏi đâu. Thì Khoa vô rồi hỏi rồi mới kiếm đồ chứ. Chị ơi, tôi vấn cho anh này cái tiền. Anh chưa hỏi đi. Vậy, thì em đi vô đi rồi anh mới vô được. Thì đi bọc của anh kia. Rồi bây giờ vô nha, kiếm đồ mọi người. Rồi tha hồ lựa luôn. Anh vô lựa đi. Mua đồ. Hỏi chị, ủa chị ơi có cái đầm không chị? Đầm kiếm bên nào? Đầm ở phía trong, qua đi vô kiếm cái đầm đi. Rồi dép ra. Bây giờ ra đi. Thôi chị thông cảm cho idol em nha. Idol em. Phải mang dài vô luôn. Vô ông trọng nó tự kiếm đồ. Rồi, đồ kiếm này là phải tự kiếm đó ơi. Đầm là cái phía bên đó đó là cái phía trong này là đầm đó. Xong em cho tiễn tử đi lựa cho. Đầm ren á, qua cái mặt đầm ren. Ôi sao quý rồi coi hoài gì. Idol quá nổi tiếng rồi. Ờ chị thông cảm, chị kiếm giùm cho anh Khoa đi chị. Ôi dồi quá đẹp luôn. Còn cái đầm nó đẹp không coi. Đầm nó nhỏ không mặc được rồi đâu, mà đầm nó đẹp nè, Khoa nè. Ngày đi tiệc sinh nhật Khoa muốn diện cho nó đẹp mọi người. Ok luôn. Mấy một đứt rồi nó sẽ hở quá. Đâu cởi đồ đó thử coi. Cởi đồ đó thử đi. Sợ tay nè. Đúng rồi. Mới làm hả? Mới làm móng đó. Quá trời luôn rồi. Ướm chị đó. Rồi cởi quần ra. Thôi. Nhào cởi áo ra. Thôi đi ba. Nè. Bây giờ phải cởi áo này ra. Đúng rồi. Không, chị kiếm đồ mà bự bự á. Mở túi ra trước nè. Mặc chồng vô cũng được. Mặc chồng vô rồi được rồi. Nè, mặc cái này nè, xong rồi mặc thêm một cái áo ở trong có tay rồi. Nữa nè. Cái này vứt đúng không? Có tiền của ai chồng vứt. Bỏ cái bóp xuống. Bỏ bóp xuống đi. Rồi mặc được. Cái chồng cái áo vô coi thử coi được không cho không. Rồi. Kiếm cái gì bự bự á, kệ giúp Khoa đi chị. Giúp một người, à Thảo My, giúp một người còn hơn xây bảy tiếng chùa. Không chị? Cái áo này được không? Áo này mà mặc cái gì? Mặc đổi đi. Cái mặc cái áo hở vai á. Chị kiếm cái nào cái hở vai á. Không à, hở vai nhưng mà tay dài bây giờ. Hở vai tay dài có không cô? Đó, cái đó đúng rồi đó. Đúng, tay đúng, dài á, tay dài á. Của Khoa luôn rồi. Cái này mặc khoe đùi. Cái áo thun ở trong nữa. Vai mà tay dài. Đó, cái này là mặc thêm cái áo thun ở trong. Không có theo ý mình. Dạ đúng rồi, có sao mặc vậy phải không chị? Đúng rồi, thấy cái nào được thì lụm đó thôi chứ không phải đồ mới cho nó. Lựa đó cho Khoa luôn kìa. Khoa lấy cái đó không kìa, Khoa. Lấy cái đó không kìa. Cái nào? Đó. Không ngực. Không ngực. Khoa là phải mặc size hết cỡ. Size 100 mấy nó mới mặc vừa. Ôi được á, được á, được á. Ờ cái đó rộng được á, em thấy được á.
chồng vô là được á. Được á. Chị chủ dễ thương ghê không? Buôn bán tận tâm. Rồi, ở chân vô. Đọt vô. Này là bữa nay là tôi khoan cái bên đây là tay mang giày vô nha, chứ đây là không ai cho mang giày đâu nha. Biết rồi. Nè, xả tay vô. Cảm ơn chị thông cảm hết mức luôn á. Rồi, không cỡ mất. Hai người đặc biệt cho vô mang giày vô. Rồi, này là phải độn chỗ này lên nha. Rồi. Quay ra sao đâu? Đâu chị kéo xong tia lên mẹ mới coi thử coi. Thấy cũng tươi đó. Mà giống Hàn Quốc quá ta. Ờ tươi dữ ta. Giống Hàn Quốc ghê. Mấy chị thấy sao? Thấy được không? Được cái bí giùm cho. Nhưng mà cái này phải có đu vớ nữa. Đu vớ nữa hả? Đu vớ tay với chân. Màu đen hay là màu da? Vớ ở đây không có ăn vớ. Được rồi chứ mặc vớ gì đâu, cần vớ đâu. Không mặc vớ gì hết. Nó sợ cái chân nó đông không chị hiểu không? Mặc lên nó xấu nó kêu phải mặc vớ. Vớ là mình ở đây không có băng vớ. Rồi lát ra ngoài đó mua đôi vớ mặc. Đi ra ngoài mua. Chị có cần áo ngực không? Có cần áo ngực không? Đẹp ba cái này đẹp á. Hỏi nhiều đúng không? 30 ngàn. Chị đưa okay. cái màu hồng cho kia. Trời ơi. Che nữa. Rồi. Bên đây. Quên đừng. Đó, đúng rồi. Chị. Đúng rồi, khóa mặc đây nè. Đừng. Đừng có mở ra. Bây giờ cho nó mặc áo ngực chồng vô luôn đi thử coi nó được không. Ừ, màu đỏ đẹp luôn kìa. Đỏ này là ok luôn nè. Màu đỏ đi nhảy đầm đẹp em luôn. Em thấy mỏng quá đó, mặc vô thấy ngực bả hết. Để vô phải không? Ông này là quay cái tóc cảnh này đi, rồi tôi lựa cho cái áo ngực gì vậy nha. Quay được rồi tôi cá. Không mua để quay phải không? Dạ. Ông chiều nay đi ăn sinh nhật. Thì quay sinh nhật. Dạ, sinh nhật. Rồi xong gửi ra luôn rồi. Chị thằng vô áo ngực. Tôi ở đây mấy cô mấy chị mấy bà thích lắm này, vô đây tha hồ mà lựa chọn. Thì Thảo My cũng thích chỗ này lắm nè. Lần sau nhớ ghé ủng hộ lại cho chị, nếu mà mặt đẹp người ta khen nhớ lại ủng hộ cho chị nha. Cô cần áo đó nào đẹp hơn nữa không cô? Ừ. Áo đẹp hơn nữa hả? Nhưng mà phải thiếu vớ đây với chân nữa mới được. Của da. Ok. Vớ thì ra ngoài chai gì. Ở đâu cô? Thiếu gì ngoài đó. Trời ơi đẹp quá vậy. Màu hồng luôn. Cái này size nhiêu rồi chị? Cái này là size 36. Size 36 chắc. Nó phải 38, 40 vậy chị ơi. Tóc giả không cô? Em thấy nó bự lắm. Cô biết đâu cái tóc giả không cô? Tóc giả là phải đi ra ngoài nghỉ chải á. Rồi màu hồng luôn, màu hồng luôn. Thôi Nguyễn chải lát kêu hai anh này dẫn đi nè. Ở chợ đâu có không? Để từ từ đi rồi lo cái phần này trước đã, hỏi lát hồi quên. Dạ. Đấy dạ, đấy dạ là chật quá rồi. 36 không vừa rồi chị ơi. Chật rồi. Người gì đâu mà bự dữ rồi trời. Vú thì không có, mà cái lưng không à. Mua miếng ấy để vô. Cái lưng bự quá. À, cái thân hình mà là đàn ông nhưng mà là tâm hồn thì là đàn bà. Chị hiểu không? Ê, cái đầm trắng nó đẹp kìa. Ôi, em thích đâu. Thích màu này hả? Ừ. Cái này có... À, chị bên kia chị cũng... Ủa, có cái áo thun để mặc với cái áo này không? Cái áo thun chi nữa, áo này được rồi, áo thun chi nữa. Cái áo thun được rồi. Ê, cái này đây. Chị hả? Quá à, trời luôn. Nhỏ lắm, cái size nó là size Liên Xô. Nó mặc theo kiểu size Liên Xô á. Ủa, cô có cái... Ôi dồi, tươi quá. Ôi dồi, cái này là ok luôn á. Cái này chủ ở đây nè. Đây, sợ vô, hỏi về mình. Cô có cái... Chị đi. Cô có cái áo thun không cô? Chị đi. Thôi, con giống hổ. Giống hổ. Chị cho người ta trẻ, trời. Thôi là... Không chị, tôi không có lựa đồ. Không có lựa đồ. Thôi mà con dám mà cô đừng nói vậy, con tội chết luôn á. Rồi, được chưa? Được rồi, cô. Đó, vừa chưa? Vừa rồi. Có xài xuống không? Dạ. Có bị không? Kiếm cái gì đột vô đây miếng nha. Lấy trái cam, trái bưởi. Nè, lấy cái áo này đụng vô cũng được. Thôi đi má. Bê, bê. Một cái thằng lông nhỏ á. Thằng lông à. Hai trái banh cắt ra được không? Thôi ba dù phải ba. Trời ơi, lên sao đẹp như vậy? Trời ơi. Có ngực, có đồ luôn rồi. Tươi. Từ từ đi, người ta làm cho. Đó, ta vú rồi nè, thấy chưa? Ừ. Thời qua tới rồi. Thời tới rồi. Rồi, cô có cái áo thun mà mặc với áo này rồi. Áo thun mặc với áo nào? Cái này thun chi nữa. Cái này là áo đầm không, rồi. Tại vì con muốn có cái áo dài tay. Nó là cứ nghĩa tay nó lông nhiều quá chị hiểu không? Rồi bây giờ muốn thôi bây giờ đi kiếm cái áo đầm dài tay dài đi. Dạ được cũng được. Đầm tay dài. Nhưng mà sợ mấy cái đó là nó sẽ cái tay nó mấy chợ cái đó không được. Con thích áo này, thích áo này. Thích áo này. Tí nữa lấy cái đồ mà mua cái lưới à. Trong chợ mình mua cái bao tay. Nếu mình thích
còn ở đây thì không có bao tay. Nhưng mà có cái áo nó dài tay không? Bây giờ nè, chị hỏi em là em mặc được cái đầm màu này không? Nó có tay nè. Cái này được. Cái này đẹp lắm nè. Đầm nó là quá trời luôn, tha hồ mà lựa chọn. Cái này như đám cưới, như cái đầm đám cưới luôn rồi, qua chết rồi. Ôi cô, cái đầm này được không? Cái đầm này nè cô. Cái này hả? Đầm này có tay không? Có. Cái này có tay nè. Đầm đó đi. Ôi nó mặc mấy cái này là nhìn nó giống như cô dâu rồi chị ơi. Kèm. Bây giờ có cho nó cô dâu không? Dạ cho cô dâu luôn đi. Thích gì cho nó chịu đó đi. Thấy ân Trần là chiều lớn nhất luôn á. Trời ơi biết tên hơn nhau. Ok trời, cảm ơn chị hả? Mình coi dạ. Con giới thiệu với cô biết luôn. Đây là chồng tương lai con. Trời ơi tới con vậy luôn. Coi chiều quá chiều luôn á. Trời tụt cái chân ra. Dạ, dạ rồi. Chồng của con nó mới chiều con vậy chứ. Chứ ai dễ thì không chiều con được nhớ vậy. Nhớ bữa là bà kia cũng đây cũng chồng. Là gì? Bà chất cầm á hả? Bà chất bà chất chất hay bà cầm? Bà cầm. Bà cầm bà giỡn thôi. Rồi nè nha, đứng im chồng vô. Mà cái này thì đẹp hơn cái nãy nhiều. Nhưng mà quan trọng là có vừa cái áo ở trong ra, ta dòm cái tay coi nó làm sao. Cởi cái áo ra đi. Ôi tay nó lông không à chị ơi. Hả? Có quá lông chưa đâu, săn cái tay lên coi có quá lông chưa. Chưa. Rồi chưa, không được đâu chị ơi, mặt lông ra nhìn kỳ lắm. Vậy thôi ta đi ấy lông đi. Tí nữa leo quẹt hơ đi. Sắp tới giờ nó mới chuẩn bị. Đó, ok đó. Hy vọng là cái đầm này vừa ha. Đầm này vừa mặc lên đẹp lắm. Không biết tự động mặc biết được không. Thì kêu anh nào vô tắm giùm. Thôi coi. Kêu chồng tắm nè. Cố lên nha, cố thì mới đẹp nha. Mà cái này phải chật chật mới đẹp. Cái này có mặc áo trong không ta? Phải mặc chứ, mặc nó mới lên ngực được chứ. Ôi sao từ dữ rồi má ơi. Ôi nhưng mà quan trọng là gài xong tia vô được không á. Đây đây không, cái keo thì nó không sao. Ôi vậy thôi vừa luôn. Tại vì cái này nó có cái thun cái lưng nè. Em dở cái tay em lên cho chị kéo rồi. Rồi chưa. Ôi từ dữ vậy, quay rồi, vòng đây. Vòng đi. Rồi á. Đó, đó tại giờ cái này là cái lưng nó thun nè. Dạ. Nên nó giãn. Dạ trong hai sự lựa chọn, một là đầm này, hai là cái đầm kia. Đầm này. Ồ, ghê. Chốt không? Chốt. Nè, hồi nãy chị đang mặc cho em cái ngực màu kem này là vừa với nó luôn nè. Rồi, trong kem ngoài kem luôn, ok. Duyệt. Rồi ha. Xong chưa? Cởi ra nha. Cởi ra. Rồi nè, cái này dài xuống tới đây nè, không cần mua vớ. Rồi, cũng tươi luôn. Rồi, ok. Rồi, dễ rồi, cần quá tay với chân luôn, quá không thằng quét luôn. Rồi, một cao trong, một cao ngoài 60k. Ok luôn. 60k. Dạ. Rồi cũng cảm ơn sự tài trợ của anh Khoa. Cái này là gì? Là ai trả tiền, quan trọng là khúc trả tiền em. Rồi giờ anh Khoa trả gì đó, anh Khoa, người ta đâu có chuyện. Thảo My. Vợ của anh mà cứ anh lộn xộn hả? Chồng rồi. Mà cứ lộn xộn hoài. Rồi cởi cái này ra. Người ta nghĩ đâu thì em. Ôi ôi. Chồng mà cứ lộn xộn với vợ hoài. Rồi hai cái này ha. Dạ không? Ok chị. Rồi. Vợ chồng con cứ gây nhau hoài vậy đó. Nè, em mà thấy vợ chồng nào mà gây lộn thường xuyên á là đẻ nhiều. Anh bảo đảm luôn. Mới hạnh phúc, còn vợ chồng mà không gây lộn á nhiều khi là chia tay trong ngọt ngào đó. Nhưng mà em có đẻ được không? Đẻ được. Quá trời ơi. Ủa giờ bây giờ người ta thụ tinh cho ống nghiệm rồi. Nè, bây giờ chị nói nè, chiều nay mặc cái này vô xong kiếm cái gì đó được. Nhưng mà em đây. Em phải mượn em mặc cái áo này kia ông em. Chồng này. Có người miễn có người mặc thôi. Dạ ok chốt okay. Chị bán cho idol bớt nó 5.000 hả chị? Không, ở đây là thôi thật luôn là không có bớt là mình không giá nó được. Không chịu luôn. Nó không chịu luôn. Bán số nhiều không. Là 10 tặng 1 thôi chứ không, không có bao giờ nha. Anh đừng có bị bạ đó. Em mua là em trả tiền. Rồi cảm ơn chị đã lựa đồ cho Khoa. Thôi con cô là buôn may thì bán đất, gia đình thì bình yên, luôn luôn là được hạnh phúc. Rồi chúc là đưa thêm trăm khỏi thối đó. Rồi khỏi thối. Không bây giờ nè, đây khoan cầm đúng 60.000. Con cảm ơn cô, chúc cô được hạnh phúc. Chị thôi. Không dám chị, con dám hổ. Nè nè, cái nón em để đẳng kìa. Rồi, đồ ở đây rất là nhiều luôn, mọi người tha hồ lựa chọn ha. Thì hơn chừng kết thúc cái clip ở đây nha. Cảm ơn mọi người xem clip bye vui bye vẻ. Cô. Bye bye. Chúc mấy cô một ngày vui vẻ. Chúc mấy cô lựa. Mua may thì ban đất.
nửa được rồi, nửa rồi, nghỉ rồi, nha. Chứ mấy cô ngồi đây nửa tiếng 1 tiếng cũng được nữa. Thôi bye bye. Ngồi cả ngày luôn. Bye bye.